Mẹ Nói Thôi xin chào mọi người. Hôm nay mình lại lên đây mình nói tóm tắt một cái câu chuyện thực tế mà cũng gọi là nó cũng hơi có gọi là phũ phàng không biết đối với các bạn. Các bạn nào mà nhiều khi mà mình thấy nhiều bạn cứ nói chị ơi làm cho em cái môi thật bóng môi bóng lên giống như những cái bạn mà em nhìn thấy ở trên mạng các thứ rồi đó. Các bạn làm xong rồi nhìn cái môi bóng ra trong nó lọt bóng ra. Thì một nguyên nhân như vậy nè, nếu mà mình á có một người khách mà mình muốn lấy hình ảnh đẹp, mình nói tóm tắt sơ cho các bạn biết là cái môi bóng nha, nói về cái môi bóng sau khi phun bóng đẹp sau khi phun căng mọng, thì nó có mấy nguyên nhân các bạn. Một là các bạn có thể là người ta làm xong á, người ta spoil một cái gì bóng lên, người ta chụp ảnh rất là ok, bạn nên nhìn thấy rất là bắt mắt, người ta quảng cáo mà các bạn, bạn tao vô người ta quảng cáo một cái trang biết bao nhiêu tiền, người ta phải làm cho bóng bảy cái môi lên thì người ta chụp. Mà chụp hình cũng phải biết cách chụp nha các bạn. Như mình thì mình không biết cách chụp, mà mình chụp dở lắm các bạn, chụp mãi không được tấm đẹp. Nó là vậy đó. Còn muốn bóng thật sự ra, còn sau khi bong ra đó, cái bong ra đó thì các bạn muốn bóng là người ta lấy lại. Như khách mình á, mình tới ai ở gần á mình mới lấy lại được những cái mẫu mà người ta đã bong ra. Thì mình muốn đẹp á, mình không muốn đẹp, muốn đơn giản, mình không cần phải bôi bóng, mình chụp hình đơn giản bình thường thì nhìn cái môi, cái sản phẩm của mình nó không có đẹp bằng khi mà các bạn chị vô đây nằm một xíu, nhờ chị nằm một xíu để em bôi cái dưỡng bóng lên xong rồi em chụp hình cho nó đẹp để em quảng cáo. Thì mình chỉ là bôi dưỡng các bạn, bôi dưỡng thì các bạn chụp lên thì nhìn nó bóng bẩy rồi đó. Thì nó có một nguyên nhân là như vậy, bôi những cái dưỡng lên, luôn bôi cái dưỡng lên, lúc nào môi mình cũng căng bóng nha, kể cả ở nhà các bạn làm xong rồi các bạn phải luôn chăm sóc môi bằng cách như vậy thì môi mình nó cũng mới bóng được. Còn bạn nào mà không phải, tôi thấy trên mạng đâu, giờ tôi thấy trực tiếp ở ngoài kìa, cái nhỏ kia nó làm rất là căng bóng. Có thêm một trường hợp như vậy nữa mình cũng đã gặp rồi. Thì đây là mình giải thích cho các bạn luôn một cái môi căng bóng lý do. Thì cái chị khách đã dũng vô làm, chị nói tôi muốn làm môi bóng giống vậy á, tôi thấy ở ngoài chứ tôi không thấy trên mạng đâu, chứ làm xong bóng vậy nè các bạn. Còn một nguyên nhân là cái môi của chị đó rất là đầy đặn ha, môi trẻ, môi rất đầy đặn và môi rất là tươi, nói chung là môi không có bị lão quá đó. Giờ các bạn mà đưa mình cái môi mà trùng đi, cái môi bị lão quá rồi á, môi mấy cô lớn tuổi thì mình nói đơn giản, cái cô lớn tuổi ha, bị trùng mà dên tinh nó kêu mình nó làm cho cái môi cho nó bóng giống như vậy, làm sao mà làm được mọi người? Không có một thương hiệu nào hết trơn, không có một cái mực nào mà để mà mình làm cho nó bóng cả đó mọi người, không có bao giờ, chỉ ảo thôi. Có mấy nguyên nhân là như vậy thôi, chứ các bạn hai nữa là cái môi của người ta, môi người ta sao biết không, người ta bơm silicone, ví dụ bon người nào mỏng người ta bơm silicone xong người ta phun môi lên, phun môi xong nó lột ra, người ta tái tạo những lớp da đó ra, thì lột ra xong các bạn có thể nhìn thấy nó bóng thiệt, bóng liền lúc đó liền. Hoặc là các bạn nó đi ra đường, người ta ở nhà ta đi ra đường, các bạn vô tình nhìn thấy môi người ta bóng, ta bôi bóng rồi, người ta mới phun xong người ta bôi bóng rồi, các bạn không mà nhìn thấy bóng đẹp là như vậy đó. Chứ không có một cái dòng mực nào mình bảo đảm với các bạn luôn, các bạn làm cái chỗ lớn chăng nữa thì cũng không bao giờ có những cái loại mà bóng bẩy như các bạn nói, như các bạn thần mơ ước những cái môi mà căng mọng sau khi phun và bóng bẩy cả đó nha các bạn. Chỉ có cách đơn giản là các bạn nè, bạn dù lớn tuổi môi mình có lão quá hay không lão quá, môi trùng hay căng mọng thì các bạn nên sau khi phun xong về thì dĩ nhiên cái lớp môi mình á nó đã là mỏng rồi thì các bạn cần dưỡng, các bạn muốn đẹp là các bạn cần dưỡng, lúc nào cũng dưỡng môi mình là dầu dừa là tự nhiên nhất, các bạn không có gành những cái dòng sản phẩm ở ngoài á, thì các bạn có thể đi mua cái dầu dừa bạc thắng cũng được đó. Các bạn xài rất là ok luôn, dưỡng liên tiếp dưỡng, nói chung dưỡng hoài quanh năm luôn, sau khi các bạn phun á lúc nào thấy khô là bạn cứ dưỡng thì môi lúc nào cũng luôn đẹp trẻ chung như đó mọi người đó. Chứ các bạn cứ nói là làm xong tôi làm chỗ kia, thấy người kia làm bóng chỗ này là không có bóng là không được, thiệt luôn, mình đây là mình nói thiệt, lời thật hay mất lòng nha các bạn. Kể cả các bạn muốn biết rõ hơn nữa, mình nói thật hay không tin mình nữa, thì các bạn có thể tìm hiểu vô nhóm phun xăm, các bạn tìm hiểu thêm coi nha, những cao nhân ở trên kia người ta nói sao, không có ai mà người ta nói là có cái loại bóng đó đâu mọi người, có những người ta cũng rất là thật. Thì các bạn có tìm hiểu thêm, nếu mà mình nói không ok, không như các bạn nói là mình nói không đúng thì các bạn có thể tự tìm hiểu hơn nữa. Thì các bạn biết ha, thôi nói gì của video ra, nói gì bóng môi đẹp môi thì tới đây mình xin kết thúc nha mọi người, thì ngắn gọn thôi 4-5 phút, mình bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.